Đang sẽ là buổi ôn tập buổi cuối. Vì vậy cho nên là có anh chị nào có câu hỏi, bất kỳ câu hỏi gì thì chúng ta sẽ hỏi luôn, đúng không ạ? Trong quá trình thực tập chúng ta sẽ hỏi luôn. Nhớ là chúng ta sẽ có, nếu tôi nhớ không nhầm thì là sẽ có 12 câu hỏi trắc nghiệm trước, và sẽ có 3 câu hỏi tự làm. 12 câu hỏi sẽ chiếm 4 điểm, còn 3 câu hỏi tự làm sẽ là 6 điểm. Còn 3 câu hỏi tự làm sẽ chúng ta sẽ nhập kết quả là những con số, vào cái phần mềm thi á, và sau đó thì chúng ta nhấn next hoặc ok thì nó sẽ chuyển sang các câu hỏi tiếp theo, và chúng ta có thể di chuyển giữa các câu hỏi nếu chúng ta thấy cảm thấy chưa làm được, hoặc là chuyển sang câu hỏi sau hoặc câu hỏi trước. Trong suốt quá trình làm thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển được. Thầy cho em hỏi cái đó là ví dụ như cái tính thời gian vào viện ấy, tính thời gian nằm viện ấy. Ví dụ người ta vào ngày mùng 7 thì người ta ra vào mùng 7, ra ngày mùng 7 luôn, nhưng mà quá thời gian 6 tiếng ấy thì bình thường thì vẫn tính là một ngày, nhưng mà trong phần mềm thì nó trừ ra thì là tính là thành công ngày, thì cái hôm sau mình ký đi là ví dụ như nếu mà có tính cái đó thì mình có phải cộng cộng thêm một ngày hay thế nào không? À, về nguyên tắc ở bệnh viện thì tôi cũng không biết thế nào, thế là vào nhà xong đó ra trong ngày. Tuy nhiên thì đây là một cái phương pháp toán để chúng ta thực hiện một cách tương đối với cái phần mềm này thôi. Và cái thời gian nằm viện, ví dụ như là để tính cho một cái bệnh nào đó thì người ta tính, một là đơn vị ngày, hai nếu không phải đơn vị ngày thì nó là đơn vị giờ. Còn nếu bình thường các cái bệnh vào viện thì thường là đơn vị ngày, thì thường là người ta theo công thức của chúng tôi sẽ là nếu vào hôm trước ra hôm sau thì mới là một ngày. Còn nếu như kiểu nằm ở khách sạn các thứ ấy, thì chúng ta sẽ tính thành cộng một, đúng không ạ? Và đối với cái thời gian, mà một cái nữa là thời gian mà nghiên cứu cho về các cái thời gian sống thêm của ung thư, thì thời gian sống thêm là của nó là tuần hoặc tháng. Vì vậy cho nên cái đơn vị ngày của chúng ta ở đây là không phải cộng một cho bất kỳ trường hợp nào, anh chị nhé. Vâng, tại vì bình thường là vẫn chỗ em thì vẫn có thời gian là tức là người ta vào hôm Đấy nay là nguyên tắc đấy, nguyên của tắc ấy. các bác sĩ ở bệnh viện, đúng rồi. Nhưng đối với bộ môn thì đặt các cái câu lệnh thì không bao giờ phải cộng với một nữa. Vâng. Còn lại ở nguyên tắc của ở bệnh viện thì các bác sĩ không biết làm nào tôi không biết, nhưng ở đây là chỉ là lấy ngày trừ ngày thôi nhá, ngày trừ ngày nó ra số Vâng, đơn vị là ngày. rồi Ok. em cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, để cho em hỏi được không ạ? Vâng, mời mời bởi vì đúng rồi ạ, mời chị nào đi. Thưa thầy, cho em hỏi là trong cái nhận xét điểm chuẩn nhỉ, có một phương pháp là tính min cộng trừ 2 lần độ lệch trên 95% giá trị dữ liệu của mẫu nghiên cứu ấy ạ. Thì thầy có giảng lại giúp bọn em phần đấy không ạ? Em không rõ lắm cái phần đấy ạ. Có rất là nhiều phương pháp để đánh giá cái tính chuẩn của một biến. Tuy nhiên nhé, tuy nhiên không có cái câu hỏi nào đối với các anh chị là biến này có phải là biến chuẩn hay không. Bởi vì kể cả như là các cái cán bộ ở trong bộ môn mà hỏi câu đấy thì nếu xử lý bằng con số, và đến khi mà tính nó một biến không chuẩn thì điều gì xảy ra, để phân tích theo cái quy tắc nào, thì không, bộ môn không hỏi chúng ta là biến đấy có chuẩn hay không bao giờ cả nhá. Nhất là thế. Thứ hai, có nhiều phương pháp để xác định cái tính chuẩn của biến. Phương pháp cứng nhắc và yêu cầu ràng buộc chặt nhất đó là cái phương pháp dùng cái thuật toán Kolmogorov-Simino ở trong cái chỗ lệnh Analyze Descriptive Statistics, chọn Explore ấy, nó có cái test normal ấy, được chưa? Thì đó là cái thuật toán Kolmogorov. Hoặc nếu số lượng bệnh nhân nhỏ hơn 50 thì chúng ta dùng Sapir-Whorf, đó là cái thuật toán để xác định cái tính chuẩn của một biến.
Còn nhiều phương pháp nữa, ví dụ như dùng hai chỉ số skinit và kutosis, độ cân đối và độ nhọn của cái biểu đồ hình hoành đồ, cái hình mà bám theo cái các cái đỉnh của các cái chỉ số trong 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 biểu đồ hình hoành đồ nha, hay là cái đường còn được gọi là xác định cái đường cong chuẩn. Phương pháp thứ ba là dùng hình ảnh biểu đồ thì cái đánh giá đó là đánh giá tương đối, đánh giá đó là đánh giá tương đối, xem cái biểu đồ của chúng ta có đủ cân đối không, có đủ nhọn hay không, hoặc sử dụng cái biểu đồ thân lá chúng ta dùng trong Explore, chúng ta nhìn cái biểu đồ Stem and Leaf đúng không ạ, ở đó nó sẽ có số trường hợp và được mô tả trong biểu đồ thân lá. Mọi người chắc là hiểu hết về cái biểu đồ thân lá rồi chưa ạ? Và cái phương pháp thứ tư là dùng đúng cái tính chất của biểu đồ chuẩn, đó là một lần x ngang cộng trừ một lần SD, x ngang cộng trừ một lần SD sẽ chiếm 68% số liệu, x ngang cộng trừ hai lần SD sẽ chiếm 95% số liệu, và x ngang cộng trừ ba lần SD sẽ chiếm 99,7% số liệu. Và dùng cái phương pháp dùng tính chất đó thì chúng ta xác định. Tuy nhiên thì để mà tính toán số liệu xong rồi thiết lập ra các ngưỡng ấy, xong lại thống kê xem bao nhiêu số liệu nằm trong cái ngưỡng đó, thì đấy là một việc làm mà cực kỳ mất thời gian. Cho nên nếu mà phải xác định tính chuẩn thì các anh chị xác định ngay bằng cái kiểm định Komarov-Simonov hoặc Sabrowicz ở trong cái mục Analyze Descriptive Statistics, chọn Explore, nó có cái test đó thì chúng ta trả lời luôn, được chưa ạ? Nhưng thực tế thì những cái biến gần chuẩn thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái test chuẩn chúng ta thực hiện ở trong cái bài số 4, bài số anh trung bình. Nên việc xác định tính chuẩn sẽ không hỏi các anh chị cái câu hỏi là biến này có chuẩn hay không đâu ạ, nhá. Các anh chị nhớ cho tôi 4 phương pháp để kiểm định tính chuẩn chưa ạ? Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em thưa thầy ạ. Vâng, mời bạn. Em thấy là trong cái bài mà sử dụng thuật toán Komarov ạ. Hình như tôi nghe thì bạn nói bé, nói to lên một chút để cả nhìn lớp. Thầy nghe rõ chưa ạ? Khá hơn được rồi đấy. Thầy đang hỏi trong cái bài mà sử dụng thuật toán Komarov ấy, thì ví dụ như là đề bài họ cho là mở cái file, ví dụ như là file đái tháo đường, nhưng mà sau đó thì lại nghiên cứu trên những cái bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân có tiền sử gia đình là đái tháo đường chẳng hạn ấy. Thì khi mà đọc cái giá trị p value ấy, thì mình sẽ lấy lại n là n của cỡ mẫu ban đầu hay là n lúc mà mình đã lọc cái những cái bệnh nhân mà có tiền sử gia đình đấy rồi ạ. Người ta hỏi trong nhóm nào thì chúng ta sẽ trả lời cái cỡ mẫu của cái nhóm đó. Vì vậy cho nên khi làm như thế thì chúng ta phải lọc trước, và n đó là n của cái nhóm đã được lọc nha, bạn đi nhá. Dạ, thầy ơi, thì cho em hỏi tiếp, thế nếu trong trường hợp đấy n mà nhỏ hơn 50 ạ, thì mình sẽ đọc p ở theo thuật toán Komarov hay là theo Sabrowicz ạ? Theo khuyến cáo cứ n nhỏ 50 thì đọc ở Sabrowicz. Vâng, nhưng mà nếu lớn... đề bài thì lại ghi rõ là sử dụng thuật toán Komarov để kiểm định. À, người ta bắt sử dụng thuật toán nào thì mình ghi cái kết quả của thuật toán nó vào. Ok. Thầy cho em hỏi là khi mà đề bài yêu cầu là tính tỷ lệ thì
thì tỷ lệ ở cái phần trăm có missing hay không có missing ạ? Tức là bài thống kê mô tả đúng không ạ? Vâng. Analyze test critical statistic chọn frequency hay là bài cross tab? Chọn frequency ạ. Frequency thì nó sẽ có một cái mục missing, và trong các cái kết quả nghiên cứu ấy, thì mình sẽ đọc ở cột valid percent nếu có trường hợp missing, và mở ngoặc là có bao nhiêu bản ghi bị missing, tức là khuyết thiếu số liệu. Và mình cũng đọc khi bài thi như thế thì mình cũng đọc ở cột valid percent nhé. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Vâng. Thầy có thể cho em, vì em đang sử dụng cái lệnh select cây để ví dụ như em muốn đọc ra bên những bệnh nhân giới tính là nam, nhưng mà em làm cái máy tính của em thì nó bị gạch hết ạ. Thì từ đó em làm xem màn hình thầy lấy xem em xem là máy tính của em có vấn đề hay là em không có vấn đề. Rồi, xin mời. OK, mọi người có cái ý kiến gì cho trường hợp này không? Bây giờ nha, tôi gợi ý nhá, chúng ta bạn Hồng Hải vào cho tôi cái view, cái quân nhìn ý, variable view ở dưới góc trái dưới. Chúng ta nhìn biến giới, xem là nó là kiểu trường numeric. Một là nam, hai là nữ. File này là file gì đấy? Em đang mở file là file chung. Chung à? Vâng ạ. Chung 2.25 đi ạ. Hoàn toàn đúng. Giới bằng 1. Tôi đang thấy lệnh này đúng đây. Lệnh của bạn đúng, để tôi check lại xem nào. Của mình thì nó lại ra kết quả là rất là đẹp. Dạ, em gửi cái file này sang máy khác, em thì vẫn ra kết quả, nhưng em không hiểu là sao làm ở trên máy của em thì cứ bị thế. Riêng cái mỗi lệnh này thì lại cứ bị thế này. Em cũng thử cài đặt lại cái FPS 20 rồi nhưng vẫn bị thế. Em của em là FPS 20 đúng không? Vâng ạ.
Ok. Chứ trên máy tôi thì là nó ra cái số liệu 4, 7, 10. Có 10 số liệu bị gạch. 10 số liệu bị gạch chứ không gạch hết như các bạn như này. Em không bị chọn gạch như bạn. máy ai ạ? À? Máy của em cũng không, cũng chỉ gạch nam giới thôi, à gạch nữ giới chứ không gạch nam như của bạn, gạch hết Vâng. Em thử sang một file mới nè, Lê Thị Hồng Hải, mở cái file khác nè. Đây là file đái tháo đường, cái số nam nam giới nằm ở dưới, em cũng lựa chọn như thế này, select cây này. Nghĩa là máy tính của bạn nó bị Vâng, nhưng mà thầy xem cái thao tác của em rất là không bị sai. thưa cái bộ nhớ đệm nó có vấn đề gì đó mà nó không thể lọc được. Ngoài cái select cây này em thử làm các cái lệnh khác nhưng nó có ra không? Các lệnh Hủy khác thì hủy vẫn là nữa. bình thường. À. Đấy, tất cả các file em đều không select được. Chứ tôi cũng chưa gặp cái trường hợp một máy bị mà các máy khác lại không bị như thế này. Rồi, cái máy này phải chấp nhận là cái select nó không không được. Dạ À, Hồng Hải nhé. vâng ạ. Em dừng chia sẻ để cho các bạn làm. À, như thế xem của em thôi, nhắn chuyển số và ký tự mà không chuyển đổi lại được cái thể. Ok, cho tôi xem màn hình nào. À. Đây thế ạ. À? Em thử làm thực trường phân loại bạch cầu đây ạ. À? Em dán nhãn giá trị rồi. Nhưng mà đến lúc chuyển đổi, muốn chuyển giá trị số và ký tự thì không được ạ. Vì nó có giá trị sinh Của rồi. em khi em làm cái recode ấy, cái mã hóa thì em đã làm bởi cái biến string là sai nhá. Cái biến của em là phải biến numeric. Em Nhưng tạo mà lại lúc bằng cái khởi lệnh khởi tạo biến bắt đầu á thầy. đấy, tạo cái biến phân loại bạch cầu ấy là phải là 1 2 3 đúng không? Tức là Nhưng em biến làm của em string trước. đâu, em string là sai. Khi Tức là phân tích bây số giờ liệu thì xóa cái biến, chuyển thành số em à? xóa cái biến này đi, xóa cái biến phân loại bạch cầu này đi, xóa hẳn rồi tạo lại bằng lệnh transform recode. Vâng. Nhưng mà ban đầu em muốn
Em tắt cái output variable I string đi. Em remove hết cái này đi nhá. Đó, được rồi, bây giờ em chạy lại. Tức là em muốn thử cái mình dùng cái string này ra xong mình chuyển đổi ngược lại đây. Không được. Không ai muốn phân tích chữ cả nhá. Trong tất cả các hướng dẫn của quyển tài liệu mới năm ngoái và năm nay thì tất cả các cái thao tác này đều sử dụng là kết quả là số cả. Vì vậy nếu em chọn là output variable string thì nó sẽ là biến ký tự, thì không ai đi phân tích biến ký tự cả nhá. Tức là mình không chuyển đổi ngược lại để làm nhãn ngược lại những đúng rồi mà... đúng rồi chuyển nó chỉ là số thôi được chưa? Cảm ơn thầy, hiểu đấy. Câu về tỷ lệ một cái gì đấy thì bọn em phải lấy ngăn tròn đến cái số thập phân bao nhiêu ạ? Đề có yêu cầu đúng không ạ? Thường thì trong bảng crosstab thì nó có cái hiện ra cái tỷ lệ, thì nó chỉ là một số sau dấu chấm thập phân, và theo cái quy chế của đề thì nó có cái phần hướng dẫn ở dưới. Nếu giá trị P thì bắt buộc phải lấy sau 3 chữ số thập phân. Tỷ lệ thì nó hiện ra một số thì mình chép một số vào nhé. Tất cả các cái tỷ lệ ở trong máy tính nó chỉ có một thôi. Tại vì nếu mà có nhiều câu, nếu bọn em làm cái lệnh định gộp ấy thì tỷ lệ nó chỉ ra, có nghĩa là nó sẽ làm tròn luôn, không có chữ số thập phân ấy ạ. Thì có nghĩa là không, như là có cái câu ví dụ như câu bài 4.9 ở trong sách ạ. Nếu bọn em mà làm gộp cả câu A cả câu B vào một lệnh ấy thì tỷ lệ nó chỉ ra số thực ấy, nó không có phần số thập phân ấy ạ. Còn nếu có một lệnh khác thì nó sẽ ra chỉ số thập phân thêm một số nữa ấy. Khi bài toán so sánh tỷ lệ, nếu có cái số thập phân khá dài, nếu số thập phân khá dài thì nó sẽ có một cái chú ý ở phần phía dưới của cái đề ấy, được chưa? Là nếu là tỷ lệ thì lấy hai chữ số thập phân. Nhưng thường là gì ạ? Thường trong các bài toán frequency hoặc crosstab nó đều chỉ có một số sau dấu chấm thập phân thôi, cho nên chúng ta cũng chỉ lấy một con số đó thôi nhá. Còn nếu vượt quá hai, trong trường hợp nào vượt quá hai thì người ta yêu cầu, người ta mở ngoặc ra là lưu ý ở phía dưới ấy, là trong trường hợp này là lấy hai số sau dấu chấm thập phân, nó phải thập phân nhá. Nếu có thì người ta sẽ đặt lưu ý, còn không thì mình cứ chép cái tỷ lệ vào là được nhá, tất cả mọi người chú ý chỗ này. Nhưng B thì phải lấy sau số 0 là 3 chữ số nhá, bắt buộc đấy. Chứ nếu mà P bằng 0,000 bạn nào lại làm lại nhập vào là P bằng 0 thì nó lại sai nhá. 0,000 nếu nháy kép vào nó ở phía sau nó còn có cái số, có số nữa cơ, đúng không ạ? Nhưng nếu nó bằng 0 thật thì nó lại đúng tròn chỉnh thì lại chúng ta lại sai đấy. Cho nên chúng ta cứ gõ đúng cái con số, nếu là P thì 3 dấu sau, 3 con số sau dấu chấm thập phân. Còn nếu là tỷ lệ thì chỉ có 1 thôi. Nhưng nếu bài toán xoay trung bình chúng ta có các cái giá trị thực ấy, thì có thể có là 3, 4, 5 con số cơ, thì người ta sẽ có cái quy tắc làm tròn. Quy tắc làm tròn là người ta sẽ chú ý ở dưới là sau, hãy viết vào sau dấu chấm. Nhưng mà em có câu hỏi nữa là cái file là lúc mà bọn em đi thi ấy ạ, thì có cái file ví dụ như là trước đấy là ví dụ có cái file viêm gan, thì trước bọn em có ai thi trước không ạ? Tại vì là em sợ là ví dụ nếu có nhóm nào thi trước mà cái file sẵn đấy mà các bạn sửa rồi lưu như thế nào mà okay, không đúng. Mọi người chú ý là cái máy tính của bộ môn ấy
thì nó có một cái cơ chế rất là hay, đó là đông cứng toàn bộ tất cả các cái ổ dữ liệu, kể cả ổ hệ điều hành, nó cũng đông cứng hết. Và sau mỗi ca thi, sau mỗi ca thi thì tất cả các cái máy tính đấy đều được khởi động lại. Được khởi động lại thì cái file người trước làm ấy, làm có thể xóa, có thể là sửa, có thể là mang đi đâu đó. Tuy nhiên cứ khởi động lại thì các cái file nó lại về đúng vị trí cũ và nó lại đúng như ban đầu. Tức là cái chế độ đông cứng là gì ạ? Bạn có thể ghi lấy thoải mái, nhưng sau khi tắt máy tính đi bật lại thì dữ liệu nó lại giống như dữ liệu mới tinh. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ yên tâm là file có làm mấy lần, hàng trăm lần thì nó vẫn là file gốc của chúng ta. Được chưa? Thế em nhớ thầy nhắc lại cái giả định hạt không p lớn hơn 0.05 chấp nhận hạt không với p lớn hơn bé, nhắc lại một lần nữa đúng thầy, cái đó em hay lộn quá. Nguyên tắc của cái chữ p ấy, trong phân tích thống kê thì nó là viết tắt của chữ probability, để khả năng như nhau, nghĩa là khả năng như nhau, được chưa? Hay trong SPSS nó được viết tắt bởi chữ SIG, là đầy đủ chữ của nó là Signification, là mức ý nghĩa. Thì về mặt thống kê thì hai cái từ này nó lại cùng nghĩa với nhau. Chúng ta lấy cái từ P là khả năng như nhau. Chúng ta chỉ cần là gì ạ? Khả năng như nhau là trên 5%. Thì là khả năng như nhau đấy trong thống kê được gọi là vẫn là như nhau, được chưa? Khi nó thực sự được gọi là khác nhau thì cái khả năng như nhau nó nhỏ hơn 5%. Đấy, vậy thì nếu cứ P mà lớn hơn hoặc bằng 0.05 thì chúng ta được phép kết luận là gì ạ? Hai cái tỷ lệ hoặc hai cái giá trị trung bình hoặc hai cái giá trị phương sai là gì ạ? Là như nhau. Được chưa? Cứ càng lớn thì càng như nhau. P nhỏ hơn 0.05. P nhỏ hơn 0.05 thì cái sự như nhau đấy nó nhỏ hơn 5%. Và chúng ta thấy là nhỏ hơn 5% thì chúng ta được phép kết luận là gì ạ? Có sự khác nhau, có sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì từ giờ là cứ nhỏ hơn 0.05 là có khác nhau. Mọi người lưu ý, đúng không ạ? Có khác nhau về cái gì? Thì trong ba bài toán của chúng ta, có ba cái sự khác nhau. Đầu tiên là bài so sánh tỷ lệ thì chúng ta kết luận là gì ạ? Có sự khác biệt về tỷ lệ, đúng không ạ? Trong cái bài toán so sánh về trung bình thì chúng ta có hai cái kết luận, đó là gì ạ? Có sự khác biệt về phương sai. Sau đó thì lại gì ạ? Có sự khác biệt về trung bình. Vậy chúng ta nhớ cho tôi ạ, có khác biệt. Nhưng mà khác biệt về cái gì? Đúng không ạ? Có ba từ, đó là khác biệt về tỷ lệ, khác biệt về phương sai, khác biệt về trung bình. Đấy, nhớ cho tôi chỉ có ba cái đó thôi nhá. Đấy, thì cứ P nhỏ hơn 0.05 là có sự khác biệt. Lý do là gì ạ? Cái mức độ như nhau của hai nhóm ấy, nó gì ạ? Nhỏ hơn 5%. Tức là giả sử lấy ngẫu nhiên ở nhóm 1 và lấy ngẫu nhiên ở nhóm 2, mỗi nhóm ra một cái đối tượng thì cái khả năng như nhau giữa hai cái giá trị đó, khả năng giống bằng nhau ấy, khả năng bằng nhau của hai cái giá trị đó là gì ạ? Dưới 5% thì được gọi là khác nhau. Đấy, trong thống kê là như thế thôi. Còn có vấn đề gì không ạ? Nguyễn Mạnh Quân ạ, có vấn đề gì, có câu hỏi gì thêm không ạ? Không ạ. Vâng. Thầy cho em hỏi. Mời Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. Dạ em thưa thầy, có hỏi ạ. Vâng. Thế cái phần bổ sung dữ liệu ấy ạ. Em làm được cái bổ sung dữ liệu của các bản ghi, nhưng cái bổ sung các biến vi trường ấy ạ, thầy xem là em sai đâu, em không nối được thầy ạ. Rồi, mời bạn. Tuy nhiên nhé,
để đặt một cái câu trước này. Tuy nhiên cái phần này là chỉ hỗ trợ chúng ta về biết cái cách là thêm số liệu chứ còn không thi nhé, cái nội dung này không thi đâu. Vâng, chúng ta có hai hình thức, đó là nối thêm dữ liệu và nối thêm trường. Thì nối thêm trường thì nguyên tắc của chúng ta là nó sẽ xét theo là nối một một hay là nối một nhiều. Đấy, nó có hai cái mối quan hệ. Ví dụ như là cái bản nào mà có bản các bạn đi thi nhỉ, danh sách, một bên là hồ sơ, một bên là cái bảng điểm, thì người ta liên quan giữa hai cái đó bởi số báo danh, ví dụ thế, thì lấy nó gọi là quan hệ một một, quan hệ một một. Nhưng nó có một cái gọi là bảng chủ hộ và một bảng là gì ạ, gia đình thành viên, bảng thành viên, thì liên kết đó được gọi là liên kết một nhiều, cái một nhiều, thì người ta sẽ có cái quan hệ chọn, lựa chọn được quan hệ nó khác. Vậy thì đa số là chúng ta sẽ gặp phải cái quan hệ một một, tức là cứ một bản ghi bên bảng một thì liên kết với một bản ghi bên bảng hai, thì người ta sẽ thấy là liên kết đó là liên kết thường là đa số là liên kết song song, chúng ta nối bình thường thôi, nối bình thường, nhưng mà phải có một cái trường nào đó gọi là trường chung, trường có chung, ví dụ như số thứ tự chung hoặc là gì ạ, số báo danh chung đấy, thì nó mới gọi là nhìn thấy nhau, nó liên kết được với nhau. Vâng. Còn không phải đâu, các bạn biết cách đó thôi. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng cái thao tác là nếu nối thêm trường ấy, chúng ta có bao nhiêu trường chúng ta gõ bấy nhiêu, xong chúng ta copy giống như trong Excel. Mọi người biết copy ở trong Excel chưa ạ? Copy trong Excel như nào thì copy vào FPS như thế, rất là dễ thôi. Số liệu thêm bớt không có gì khó cả nha. Nếu mà định chia sẻ thì bạn cứ chia sẻ cho mọi người cái thao tác của bạn xem là mọi người thấy đúng sai thế nào. Bạn phải xem em chứ. Vậy nó cứ hiện ra cái dòng này không và không không được nối, không nối được. Ở đây này nó bảo là not sorted là chưa được sắp xếp, cái biến số thứ tự của bạn này chưa được sắp xếp, chưa được sắp xếp cái số thứ tự ấy, nó bị lẫn lộn này, sao ấy, ở file 1 và file 2 đều phải sắp xếp cả nhé. Bạn bạn mở cái file thứ hai ra, bạn sắp xếp đi.
Xóa các bản ghi trắng ở trên đi, xóa các bản ghi trắng ở trên đi. Ghi lại. Đây là file gốc hay là file số 1 hay file số 2? Đây là file số 1 ạ. File số 1 ghi lại, đúng rồi. Khả năng bây giờ nối được rồi đấy. Bạn... Vâng ạ. File số 3 của em nó đang đang hiện hữu, đang mở sao ấy. Ok đi. Cancel đi. Em không cần mở file số 3 nữa mà. Chọn lại data, merge file, add variable. Không, kệ nó. Nó đang mở thì cứ kệ nó. Data chọn đi. Chọn ở file số 2 ạ. À? Em chọn file số 1. Chọn data, menu data này. Chọn đang ở file số 1 này này. Data merge file s variable, cái file số 3 ra mở ở trên này. Đúng. Em chọn ấn open này, chọn file số 3 rồi continue. Em mở file số 3 ra xem này, xem cái số liệu này, file số 3 này. Nó đang mở đây này, cái file đấy nó đang được mở thì em chọn ở phía dưới đáy màn hình, nó có các cái file nó đang hiện đây. Em mở file kia đi. Mở file 3 ra. Đây ạ. Đâu đây này, vẫn đang là file thực hành 21 chứ. Ô, để em share đây ạ. Đây nè. Đây là đang mở file 21. Vâng vâng. Rằng là variable view này thì có xài cái nào thầy? À, trong mục variable view thì nhớ cho tôi cái trường STT này, này nó là kiểu numeric 30 là được đúng nhỉ? Thì tí nữa sang kia xem là cái kiểu biến STT nó là kiểu gì là được. Em cũng xem lại cho nó giống nhau nhưng mà rồi mở file 2.1 ra.
Em bắt đầu làm lại xem có cái gì sai. Bớt file add variable này. Từ từ. Chọn file 3 ngay trên này cũng được. File 3 đang mở. Continue. Cái này từ từ nha, từ từ. Bạn có thể ok luôn đi. Ok luôn đi vì cái hai cái file của chúng ta là đồng thời là được song song xem lại. Đấy được rồi đấy nha. Dạ em hiểu. Đấy dạ. Đấy, đi, nó việc đi. Không cần chứng tự nữa. Vâng, 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 em hiểu. Bạn Minh tắt hộ cái mic của họ vậy ạ? Này, cho em hỏi một chút vậy ạ. Vâng, xin mời. Này, cho em hỏi câu 1.5 ý thứ 13 ấy ạ, thì dùng lệnh gì ạ? Bạn đọc câu hỏi. Câu hỏi là, đọc câu hỏi. Loại ra những bản ghi của các chỉ số GOT và GPT chống. Ok, GOT và GPT chống ý, tức là các giá trị missing. Các giá trị missing thì bạn chỉ cần lọc cho tôi là SGOT lớn hơn hoặc bằng 0 và SGPT lớn hơn hoặc bằng 0 và thì nó sẽ loại và dùng vào em, đúng rồi. Vì em thấy câu hỏi là nó bảo là câu hỏi là yêu cầu là loại ra những giá trị mà cả GOT và GPT đóng nhỉ, thì có nghĩa là nếu mà một giá trị mà có dữ liệu ấy ạ, một giá trị missing thì mình có lấy cái đấy không ạ? Thì em vừa nói là và loại ra những cái đấy thì mình sẽ lấy những cái còn lại ấy ạ. Ừ. Thì nếu những cái còn lại là phải đủ cả hai số liệu. Vâng, em thấy là có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng không. Loại nếu mà loại và thì mình sẽ lấy, có nghĩa là nếu mà một giá trị có một một chỉ số có giá trị ấy, thì vẫn thỏa mãn yêu cầu bài toán nhỉ. Thì mình... nếu sử dụng câu, nếu ý của em là như thế thì sử dụng hoặc. Không, ý em là nếu nhưng mà câu hỏi là và thì chúng ta để là em bắt buộc phải để là em nhá. Nếu mà nó là chọn thì em nghĩ là em, nhưng mà loại thì... loại bỏ đi, bởi vì một bên có một bên không, đúng không? Một biến có một biến không thì vẫn bị loại. Loại những cái giá, những cái bản ghi có SGOT chống và SGPT chống, đúng không? Người ta đã sử dụng và trong câu hỏi. À, sử dụng và trong câu hỏi thì mình được quyền hoặc, đúng không ạ? Sử dụng or, bạn sử dụng or chứ không ạ? Có nghĩa là mình ở đây mình sẽ dùng hoặc ấy ạ? Dùng hoặc, dùng hoặc, dùng hoặc. Vâng, em cảm ơn thầy. Nguyễn Thị Như Trang. Chống thì em nghĩ không có giá trị bằng không. À, về nguyên tắc của y học ấy, thì bất kỳ một ai có cái giá trị đó bằng không thì cũng không được, đúng không ạ? Không có ai có giá trị bằng không cả. À, tuy nhiên khi nhập số liệu vào có những cái sai sót gì đó, ví dụ như ở trong file viêm gan có cái biến bạch cầu nó có giá trị bằng không ấy, thì đấy là cái phần nhập bị lỗi, nhập bị lỗi. Vì vậy cho nên là người ta bảo là chống. Chống thì có thể có giá trị là không cũng vẫn được, không ảnh hưởng gì. Tôi cứ đúng điều kiện, đúng điều kiện người ta hỏi vậy thì tôi lớn hơn hoặc bằng không là đủ nha. Bạn là Nguyễn Thị Hằng, có thể cho lớp xin một số dạng đề thi được không ạ? Các đề thi với câu hỏi trắc nghiệm thì trong quá trình giảng dạy thì các giáo viên lý thuyết đã cho chúng ta các câu hỏi, một số các cái câu hỏi rồi, đúng không ạ? Buổi nào có câu hỏi, so sánh tỷ gì ạ? Mô tả có câu hỏi, so sánh tỷ lệ có câu hỏi, so sánh trung bình có câu hỏi. Và với buổi ôn lớp mình là cô Hoài ôn tập thì cũng đã có các câu hỏi, còn mọi người còn thiếu gì nữa? Mọi người thấy cái màn hình của tôi không ạ? Alo? Đã có ạ. Có đây. Có. Thì sau đây là một số cái câu ví dụ thôi nhé.
nó cũng không phải là nằm ở trong cái ngân hàng. Có một số cái câu là có tương tự nằm ở trong ngân hàng. Đây là các câu ví dụ. Ví dụ, đây là câu trắc nghiệm cho với ai lớp lớp nào mà tôi hướng dẫn, tôi dạy lý thuyết ấy, thì tôi sẽ để một số các cái câu này. Ví dụ trường nào sau đây có đặt thiết kế là đúng, đúng không ạ? Mọi người có thể là trả lời, bật mic lên trả lời. A, B, C, D, đúng nhỉ? Tên nguyên tắc của trường là gì ạ? Thứ nhất là ký tự chữ ở đầu. Thứ hai, không dấu cách, không ký tự đặc biệt, không tiếng Việt, đúng không ạ? Thì đây, bốn cái này chắc chắn phải có một cái câu là đúng, đúng không ạ? Không có các cái dấu cộng trừ nhân chia. Các phép toán, vậy thì nguyên tắc của tên trường, vậy thì câu nào là câu đúng? Câu C ạ. À, chúng ta cứ phát biểu thoải mái, đúng không ạ? Cũng có thể C, thử xem nào. Vậy cái dấu thăng này thì lại nó là đúng, đúng không ạ? C thì lại là sai nha. Thì chúng ta sẽ có một số cái loại câu như thế. Câu A, ví dụ thứ hai, tên trường nào sau đây là sai? D. Vừa làm câu được. Câu nào ạ? D ạ. Vừa làm câu trước xong thì chúng ta biết cái ngay câu này là câu câu D, là bị tên trường sai, nó có dấu này dấu trừ. Còn câu A là dấu gạch chân thì là đúng. Dấu chấm thì là không việc gì. A còng cũng không phải ký tự đặc biệt. Đấy, có một số cái lưu ý như thế. Câu thứ ba, nếu nhập vào con số 20 triệu, máy nó để máy nó hiển thị dưới dạng như này, thì chúng ta sẽ lựa chọn kiểu trường của chúng ta là gì? Numeric dot com hay là scientific notation? Đây là bốn kiểu số ở trong SPSS. Chúng ta lựa chọn kiểu gì ạ? Đây là bốn kiểu số đấy nhá. Tôi chưa thấy ai phản hồi. Mọi người cứ bật mic lên để trả lời cho thoải mái. Ai có câu trả lời thì bật mic trả lời. B đây ạ. Đấy, cho nên tại sao? Vâng, đúng rồi, mới một đáp án. Còn ai có đáp án gì nữa không ạ? À? Anh không nhá, tớ không nhá, nhá, tớ đang bận đi. Đấy, có một câu mà cứ nghĩ mãi đúng không ạ? Dot là cái dấu chấm ngăn cách này này. Nếu chúng ta chọn comma thì đây là dấu phẩy, nó ngăn cách để cho chúng ta dễ đọc ba cái số cách nhau, đúng không ạ? Ba cái con số này để phân biệt hàng nghìn, hàng triệu, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta lựa chọn cái số numeric thì nó cứ viết liền tịt vào nhau ạ, nó viết liền vào nhau và chúng ta khó tìm được nó, là khó nói là khó phiên dịch 20 triệu hay 200 triệu hay là 2 triệu, đúng không ạ?
scientific notation thì nó là ký hiệu toán học. Ký hiệu toán học thì nếu con số này để là ký hiệu toán học thì nó được viết là 2e cộng 7, đúng không ạ? Tức là 2 nhân với 10 7. Đấy, scientific notation là như thế. Chúng ta hiểu. Để nhập được thông tin sau trong một trường, ta phải chọn kiểu trường có độ rộng phần thập phân nào sau đây? Numeric 23, numeric 53, numeric 52, numeric 63. Nào, hãy cho tôi một lựa chọn đi ạ. 23. A thì ạ. Đáp án nào ạ? B. Tức là một đáp án thôi. B. Phần thập phân là phần 3 phải đến thứ 3 thì không phải 317 là 3 rồi. Đấy thứ 3. D ạ. Phần mà số nguyên thì là đến 0,12 là cao nhất rồi, đến 2 thôi cùng thôi, còn đến 5 làm gì, 6 làm gì cả. À thế à, ok. Đáp án. À, phân tích nha, chúng ta có 3 cái số phần thập phân ở con số 3, 0,317, đúng không ạ? Cái số đầu này là số ít, ít là tổng số, số đằng trước, dấu phẩy, dấu chấm thập phân, và số đằng sau, tổng số đằng sau, width là tổng, chứ không phải width là số đằng trước. Mọi người hiểu không? Vì vậy, cho nên là chúng ta phải lấy cả số đằng trước, cộng với dấu chấm, cộng với số đằng sau. Vậy thì ở đây trong trường hợp này, số này là số có nhiều số thập phân nhất, là 3. 3 thì cộng với 1, dấu chấm là 4, cộng với 1 số đằng trước là 5, đúng không ạ? Nhưng gặp cái trường hợp số 12 này, thì nó lại là chiếm hai con số ở đằng trước dấu chấm thập phân, dấu phẩy thập phân. Vì vậy cho nên là chúng ta phải lấy hai chữ số đằng trước này, một dấu chấm này, và ba chữ số đằng sau, vậy tổng của nó phải là 6. Được chưa? Mọi người thấy chúng ta phải hình là như thế. Width là tổng, còn decimal place là chỉ là phần số thập phân thôi. Hiểu nhá. Đấy. Để tính trung bình nhịp tim của tất cả các bệnh nhân trong một ngày, có bệnh nhân thì đo 2 lần, có những bệnh nhân thì đo 5 lần. Nếu những lần nào mà không đo thì để là missing. Vậy sử dụng công thức nào sau đây thì là đúng? Chúng ta dùng Recode ấy, transform compute ấy, thì sử dụng công thức hay là hàm nào sau đây là đúng? Nào mời các bạn. Đấy, câu trắc nghiệm đấy. Trắc nghiệm mà làm lâu này là không có thời gian để làm cái câu tự làm đâu. C à? Nghĩ 5 giây trả lời luôn, đúng không nhỉ? Đáp án nào? Đáp án C. À, A đúng không? À đúng. A nếu mà đúng, đúng mà đo 2 lần thì 5. Thì ví dụ là những ai mà đo 2 lần thì 3 lần còn lại là nó gặp missing. Missing thì nó sẽ cho cái kết quả đấy là missing luôn, được chưa nhỉ? B, nếu ai làm việc ở trong Excel quen ấy, thì đáp án B là đáp án đúng. Nhưng đáp án B chỉ đúng ở trong Excel thôi. Còn ở trong FPS thì cái hàm của nó phải là hàm min. Hàm min. Còn ở cái hàm sum là hàm tính tổng. Nhưng tổng ở đây trong cái FPS nó cũng không dùng hàm sum. Vì vậy cho nên chỉ có lựa chọn giữa B và C, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý trong cái môi trường FPS chúng ta dùng
Đáp án C. C nhá. Thì nó hai lần nó cũng tính trung bình cho hai lần. Nhưng ai làm 5 lần thì nó cũng tính trung bình cho 5 lần đó. Rồi. Khi tạo một trường mới mà máy tính thông báo như này thì hãy cho biết lý do. The number of decimal place is too large. Too large là quá rộng. For the field width. So với cái độ rộng trường. Nghĩa là gì ạ? Chọn đáp án nào? Số chữ số phần thập phân quá lớn so với độ rộng trường. Đấy, nghĩa của nó là như thế. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Chọn đáp án nào? B ạ. Một người trả lời B. Hai người trả lời. Chục người trả lời là với khi thế thì nó học với khi thế thì C ạ. À. Đáp án C ạ. C ạ. À. Ok, B hoặc C đúng không? Thì nhớ là trường hợp này là đáp án C nhé. Độ rộng của cái phần thập phân ấy mà lớn hơn hoặc bằng độ rộng của cái width ấy, tổng độ rộng của width ấy là không được, đúng nhỉ? Thì bắt buộc nếu có phần thập phân thì chúng ta phải có dấu gì ạ? Dấu phẩy hay gọi là dấu chấm thập phân ở trong máy. Vậy thì nếu bằng là cũng không được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lưu ý là đây là có cái dấu lớn hơn hoặc bằng. Đây. Hãy cho biết lý do của cái này thì dễ được tôi không giải thích nữa. Nghĩa là gì ạ? Đáp án gì ạ? D ạ. Ok. Đấy, mọi người phản ứng nhanh thì đúng rồi, hai phương án. Hai phương án trả lời đúng đúng nhỉ? Duplicate là trùng. Trùng tên, đúng không ạ? Nào, để tính N tỷ lệ phần trăm bệnh nhân theo giới tính, ta phải dùng lệnh nào sau đây? Rồi, ok đã. Đúng, chính xác. Để tính x ngang cộng trừ SD, tức là trung bình cộng trừ độ lệch của tuổi bệnh nhân, ta phải dùng lệnh nào? D ạ. Đáp án D ạ. Cả ba. Ok. Câu này dễ quá, đúng nhỉ? Để tính median interquartile range tuổi của bệnh nhân, ta dùng lệnh nào? Median là gì ạ? Trung vị. Interquartile range là khoảng tứ phân vị. Đoạn tứ phân vị. Một hoặc ba. Đáp án C. Đấy, để cho mọi người có tiếp tục có phương án trả lời đi ạ. Interquartile range là đoạn tứ phân vị. Đoạn tứ phân vị nó sẽ được tính từ giá trị ngưỡng cắt 25% đến ngưỡng cắt 75%. Đó được gọi là đoạn tứ phân vị.
đoạn đấy nó sẽ lớn hay nhỏ, đúng không ạ? Người ta viết ở trong mục interquartile range. Và interquartile range thì nó sẽ có ở trong lệnh gì ạ? Explore. Explore. Chúng ta nếu không chúng ta sử dụng SPSS, chúng ta quét lại xem có đúng không. Nhưng ở đây tôi hỏi là để tính cái giá trị này, chứ không phải để hiển thị cái giá trị này, đúng không nhỉ? Để tính thì tôi dùng frequency, tôi có thể gì ạ? Liệt kê hai giá trị điểm cắt là gì? 25% và 75% trong mục quantin, đúng không ạ? Quantin ở percentile thì nó sẽ ra được giá trị ngưỡng 25%, ngưỡng 75%. Tôi trừ đi thì nó cũng ra được cái đoạn này nha. Vậy thì lệnh gì ạ? Đáp án gì ạ? Và C đấy, để tính. Còn nếu mà để hiển thị ra thì chỉ sử dụng được đáp án explore thôi, lệnh 3 thôi. Tính trung bình cộng trừ tuổi nhân theo giới tính bằng một lệnh đấy, dùng lệnh nào? Theo giới tính, tức là x ngang cộng trừ st tuổi rồi, nhưng lại theo nam, theo nữ, mỗi giới tính lại có một lệnh, đúng không ạ? Thì dùng lệnh gì ạ? Nhớ cho tôi bằng một lệnh mà lại được cả. C ạ. Một người. Chúng ta nhớ ở trong cái lệnh explore ấy, nó có cái factor list. Cái mục factor list là đưa cái biến phân nhóm vào nha. Đưa biến phân nhóm đó là biến giới tính vào thì nó tự động nó ra. Còn nếu dùng lệnh này mà dùng lệnh frequency thì chúng ta phải select giới bằng nam ở giới bằng 1 ấy. Sau đó frequency của tuổi, xong lại quay lại select giới bằng nữ, sau đó lại frequency của tuổi thì nó cũng ra. Nhưng đó là mấy lệnh? Chúng ta phải làm mấy lệnh? 4 lệnh. Yeah. Như ở đây ta làm bằng một lệnh thôi thì chúng ta dùng lệnh explore. Câu hỏi dễ như thế thôi. Hỏi hãy cho biết giá trị 67,90 là cái gì? Là giá trị gì? Trung bình tuổi. Thằng B. Đúng rồi, 5% chim min là giá trị trung bình tính lại sau khi đã bỏ đi 5% số liệu, cắt tỉa đi 5%. Chúng ta nhìn vào đây là 5% rồi thì cứ chú ý này tìm 5%. Đấy, có những cái câu hỏi dễ dễ thế thôi. Kết quả sự explore, hãy cho biết xu hướng của biểu đồ tuổi. Xu hướng thì nhìn vào cái gì ạ? Xu hướng của biểu đồ nhìn vào giá trị gì? Ok. Tù và lệch trái, đúng rồi. Đấy. Cân đối thì giá trị skew knit bằng 0, đủ nhọn thì giá trị kurtosis bằng 0. Lệch trái thì skew knit âm, lệch phải thì skew knit dương. Nhọn thì là kurtosis là dương, tù là kurtosis là âm. Vậy chúng ta chọn đáp án B. 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 Đấy. Ok. Hãy cho biết có bao nhiêu bệnh nhân 90 tuổi dựa vào biểu đồ Steam and Lip. Ba bệnh nhân C. Ok. Đúng rồi. Nào, hãy cho biết tỷ lệ bệnh nhân 3 tuổi. 7,6. 7,6. Ok. Có bao nhiêu bệnh nhân từ 2 tuổi trở xuống? Ê.
Đáp án nào? T. 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 D. T. Từ 2. À, D. 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 25,7. D. Ok. Có bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu phần trăm bệnh nhân dưới 6 tuổi? Alo. D. 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 Okay. Có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân trên 6 tuổi? D. 100 trừ đi 58,1, 41,9. Có hơi tăng nhẹ một tí. Đấy là một cái câu hỏi về phần frequency đúng không ạ? Nếu cần thiết nữa thì chúng ta có một câu hỏi ở đây. Khi dùng lệnh cross tab giữa giới và phân loại tuổi, hãy cho biết tỷ lệ nam trong nhóm tuổi 2. Nam 41,2 D ạ. D ạ. D 20,6 41,2. Vẫn câu hỏi, vẫn bản đó. Hãy cho biết tỷ lệ nhóm tuổi 1 trong số bệnh nhân nữ. C. D. 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 33,3. Ok, cũng có rất nhiều đáp án đúng không ạ? Tỷ lệ phần trăm theo hàng, xong tỷ lệ phần trăm theo cột, sau đó tỷ lệ phần trăm theo tổng. Đấy, tôi liệt kê 3 cái giá trị này ra. Cho biết tỷ lệ nhóm tuổi 2 là nữ trong nghiên cứu. Tuổi 2. B. 55,6. D. 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 Tên đi kiếm không đọc. B. Trong nghiên cứu nha. 29,4. Đúng rồi. 29,4. Hãy cho biết sau khi dùng lệnh cross tab với hai biến phân loại tuổi vợ và loại vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát, hãy cho biết kết luận khi chúng ta có giá trị nào thì chúng ta kết luận phù hợp. Cho biết kết luận đúng nhất nhé. Rồi. Nhưng bằng 0,00 là nhỏ hơn 99, à nhỏ hơn 0,01, nghĩa là phải kết luận với 99%. Nhỏ hơn 0,01 thì là có khác biệt. Đấy, đây là dạ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cứ nhìn 2,99 kết luận thôi, đúng không ạ? Hãy cho biết giá trị P đúng. 0,724. Ok, chúng ta chỉ có hai giá trị. Một là khi phương, hai là Fisher check test, đúng không nhỉ? Fisher check test thì tôi kết luận là hãy kết luận hai phía. Nhưng trong trường hợp này là không có ô nào, cho nên là chúng ta chấp nhận cái P của khi phương. Câu này chúng ta không được học về liên quan về OR, nhưng thôi, không được học thì bỏ qua câu này. Cái này cũng không học. Đấy, vậy thì có mấy cái loại câu hỏi thì khi chúng ta xoáy bài toán mô tả và khi chúng ta gặp cái xoáy tỷ lệ thì chúng ta biết cái cách đọc
cái phần trăm. Chúng ta biết cái cách đọc vị trí P, và dựa trên P thì chúng ta biết cách gì ạ? Kết luận. Đấy, chúng ta các câu hỏi trắc nghiệm nó có thế thôi nhá. Chúng ta thấy dễ không ạ? Không. Rất dễ đấy chứ, đúng nhỉ? Đấy, à, lúc thì quên hết rồi đấy ạ. Chúng ta làm được chắc chắn là trên 8%. Mấy câu lỗi mà câu cho biểu, có cái biểu lỗi khó thế này. Đấy, làm sao mà nhớ được? Làm sao ạ? À? Câu nào ạ? À? Mấy câu mà, mấy câu đâu thầy cho cái bảng này lỗi gì ấy, làm sao mà nhớ được? Lỗi thì chúng ta làm thì chúng ta gặp cái lỗi đấy thôi. Và nhìn dịch bằng tiếng Anh ra một chút. Mọi người thì đã thi vào đây là có tiếng Anh rồi đúng không ạ? Dịch tiếng Anh... Không có tiếng Anh hả? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở mức độ dễ thôi, đúng không ạ? Tiếng Anh rất dễ. Không sao, chắc là phải dùng bản Việt hóa đây ạ, cho nó dễ. À, cứ kể cả tiếng Việt thì nó cũng không giải thích được rõ chi tiết ở cái đoạn đó, nó chỉ có thông báo. Ví dụ như nhìn tiếng Anh đấy, tôi dịch cho các bạn đấy chứ, đúng không? Dịch cho, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải chọn đáp án nào thì nó mới phù hợp với cái câu dịch đó. Nhưng đây là những cái câu của tôi là những câu khó nhất của bộ môn. Còn khi gặp các câu hỏi ở trong bộ môn thì các thầy cô khác ra đề là dễ hơn tôi rất là nhiều. Tôi là người ra đề khó nhất bộ môn. Và chúng ta lại còn làm được gần hết nữa thì với các câu hỏi của các thầy cô khác thì các bạn cứ yên tâm nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại một cái buổi thực hành trên máy, tức là thực hành trực tiếp trên bộ môn. Và buổi thực hành đó thì chúng ta sẽ biết các cái thao tác mở SPSS kết hợp với cái đề thi, kết hợp với cái mở cái đề bài thi ạ. Và sẽ được hướng dẫn trong cái buổi thi nó như thế nào. Các cái file dữ liệu cài vào đâu, chúng ta mở ở đâu, đúng không ạ? Thì đó là cái buổi mà sẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau một buổi nữa. Thì đến nay là cái buổi cuối mà chúng ta làm việc online, làm việc trên Zoom. Vâng, bây giờ tôi xin phép là tôi sẽ điểm danh cái lớp chúng ta K.